Sáng nay, trên tay mỗi chiến sĩ đã cầm sẵn bức thư để gửi thư về gia đình qua buổi lễ tiễn thư rất trang nghiêm và xúc động. Thầy ơi, những lời của thầy như sợi dây nhiệm màu gắn kết hơn nữa tình cảm trong mỗi gia đình. Mỗi lần nghe thầy nói, con lại hiểu thêm nhiều điều quý giá mà từ trước đến giờ con ít để ý. Ba mẹ ơi, có lẽ buổi tiễn thư này sẽ là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời con, là khởi đầu cho sự trưởng thành về suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống của con. Cầm lá thư trên tay, chúng con trân trọng đặt vào thùng thư. Mong sao những lời tâm sự của con trẻ mau tới tay ba mẹ. Chúng con hứa cùng nhau quyết tâm rèn luyện, học tập và trưởng thành để không phụ lòng ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm. Không hiểu sao, lúc này con rất nhớ ba mẹ. Qua lời giảng của thầy, con mới thấy mình còn thiếu sót và ít để ý sự quan tâm hàng ngày của ba mẹ, mà con xem như điều đương nhiên. Những dòng chữ của con hôm nay sẽ đến tay ba mẹ vào ngày mai, những điều con muốn nói. Nào, ngay lúc này, có ba mẹ ở đây, con sẽ chạy lại ôm thật chặt và nói: con yêu ba mẹ nhiều lắm. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra. Trong không gian yên tĩnh, tràn ngập tình yêu thương, những giọt nước mắt cứ tuôn chảy như những lời hứa quyết tâm cho sự trưởng thành. Có lẽ chỉ nơi đây và trong chương trình này, các con mới có được những cảm nhận đặc biệt đến như vậy. Con cảm ơn thầy đã đem đến cho chúng con những điều quý giá nhất. Nó sẽ là hành trang theo con suốt cuộc đời, là kho báu trong lòng mỗi chiến sĩ. Chúng con hứa sẽ thay đổi nhiều hơn và sẽ trưởng thành hơn, để xứng đáng là niềm tự hào của ba mẹ, để xứng đáng là chiến sĩ SIA kiên cường. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Cảm ơn.